同学各位找个位，这是你的开学礼，往前看想象带着四方武士多美丽，先交过难忘学费，先不回来年失礼，明天总会是个新学期终身制。大概只得恋爱时没标准的教科书，必须靠人不断试，学全情达意，二人共处才够真挚。同学各位找个位，这是你的开学礼，若然你生活有时过得苦仍不作弊，边极里完成学位，收手却仍然高贵，学懂的会是你毕业时的优势。历练单身不作弊，受苦也练成造诣，因此说人生在世，运程难预计，但能入世培养聪慧。同学各位找个位，这是你的开学礼，往前看想象带着四方往事多美丽，先交过难忘学费，先不会来年失礼，明天总会是个新学期终身制。Này, mua thêm. Sao mà sọp vậy? Chủ yếu là mọi người vui vẻ thôi. Trong hộp này có xách xíu anh thích ăn và lòng gà mà cũng thi thích ăn lắm đó nghe. Vậy còn chú đâu? Thì đương nhiên là có chú Tiếu. Nè, chú coi gan kim tiền con mua cho chú ăn. Ây chà, thì ra cũng có nhiều món ngon ở đây quá hả? Tất nhiên rồi, cô Thi đến ăn cơm mà. Chị Yến cố tình làm thêm vài món đó con. Tất nhiên đến nhà cũng là khách mà. Lần đầu Nhật Thi đến ăn cơm sao có thể để mất mặt được. Trời ơi, đừng trách tôi nói chị nha. Chiều này gọi là ném đá giữ ngọc đó. Chị mong sau này có người nấu cho chị ăn thôi. Trời mà ơi, có người nấu hay không cũng không sao. Dù sau này thằng Lương và Nhật Thi dọn ra ở riêng, tôi cũng không có phản đối. Nếu thấy buồn thì tôi rủ anh qua đây để ăn chung. Không được đâu. Tan học rồi tôi còn phải nấu cơm cho thằng Tài nó ăn. Hay là chị qua bển giúp tôi, hai chú cháu tôi ăn với chị thì được rồi ha. Chú Tiêu, con nghĩ nay mai khỏi nấu cơm cho con. Sau khi con không làm hiệu trưởng sẽ rất là bận rộn, đâu có thời gian về nhà ăn cơm. Anh không làm hiệu trưởng sao đồ ngột quá vậy? Có phải ông Doãn kêu anh trở về Doãn Thị không? Tôi đâu còn lòng tin trở về Doãn Thị. Mấy người biết Lý Tiểu Siêu là ai rồi. Ảnh mời tôi đến tập đoàn Trường Du Thái để giúp cho ảnh. Tập đoàn Trường Du Thái? Hèn gì hôm đó con hỏi làm hiệu trưởng số 1 thì sao? Thì ra con đã tính đi làm chỗ khác rồi. Anh Tài sao lại đồ ngột quá vậy? Anh cũng biết tôi bị người ta đạp đến nỗi mặt cũng gần sát đất mà còn không phản kháng sao? Tôi nghĩ nay mai chức hiệu trưởng cũng không được làm. Vậy anh có đành lòng không? Đâu thể nói là đành lòng hay không. Đúng ra tôi đã là người lăn lộn ở trên thương trường. Làm hiệu trưởng chỉ là chính chức tạm thời. Nhưng mà vậy, tôi không có nói nghĩ là nghĩ vô trách nhiệm vậy đâu. Trong mấy tháng tới, tôi phải quản lý nhà trường cho thật tốt, tôi mới an tâm nghỉ. Nhưng mà tạm thời, đừng có nói cho ai biết nha. Năm nay nhà trường bắt đầu có hy vọng mà. Càng lúc càng đông học sinh, thì anh lại nói nghỉ. Thật ra anh Tài có tương lai tốt, chúng ta nên mừng cho anh mới phải. Dĩ nhiên là phải mừng cho tôi, nhăn mặt như mày làm cái gì hả? Nè, mau chúc tôi tương lai sáng lạn đi. Hay làm gì? Lấy canh thay rượu, uống với tôi chén đi. Trời ơi, hiếm có dịp hiệu trưởng gặp được cơ may. Nè nè nè, phải mừng chứ. Cảm ơn cô Yến. Chú chúc con tương lai sáng lạn ha. Cảm ơn chú Tiêu. Anh Tài, tôi chúc anh thăng quan tiến chức. Cảm ơn. Chúc anh tương lai rực rỡ. Cô cũng vậy nha cô Thi. Càng chén, càng chén, càng chén đi. Chào mọi người, chào mọi người. How where? Anh Hồng, anh bị sao vậy? Hả? Ngồi đi. Cảm ơn. Chuyện gì vậy? Chà, anh Hồng, chân anh chưa khỏi sao? Hả, tôi tưởng là anh có thể dạy tiếp chứ. Tôi đến đây xin nghỉ bệnh rồi nè. Ngồi ở nhà buồn chán muốn chết. Không phải ngồi thì ngủ. Cách ngày còn phải đi làm vật lý trị liệu. Hả, còn ở đó than nữa. Chỉ khổ cho chúng tôi phải làm luôn phần việc của anh. Đúng là bận rộn chết luôn. Vậy mới nói. Nè anh Hồng à, tuy rằng tôi rất giỏi việc nhưng tôi có thể làm giùm anh lâu được. Anh mau tới dạy tiếp đi. Ăn nói vậy mà nghe được hả? Đây là thời khóa biểu dạy thế mới sắp xếp đó. Dạy thế ai? Thế thầy Hồng.
Thầy Hồng xin nghỉ bệnh. Đây là giấy chứng nhận của bác sĩ, đơn xin nghỉ bệnh. Nghe nói anh chỉ bị đụng nhẹ vào góc bàn thôi mà, vậy mà cũng nghỉ bệnh, có nghiêm trọng đến vậy không? Sáng nay anh đến trường vẫn còn chống gậy, nhìn có vẻ nặng hơn trước nữa. Xem ra phải nghỉ một thời gian mới có thể dạy tiếp. Ông dạy môn quá, không ngờ cũng dễ bị thương đến vậy. À phải rồi, bà Lý Thể Dân kêu thầy gọi điện cho bà. À được. Với lại 2 giờ trường sẽ có người đến kéo dây điện, 3 giờ thì sẽ giao vi tính tới. Phó hiệu trưởng Văn à, gần đây công việc nhà trường rất là nhiều, vất vả cho cô quá. Đâu có vất vả. Nói thật, tôi dạy ở đây đã 30 năm rồi, bây giờ mới tìm lại được sức sống và khí thế lúc mới khai trường. Nếu mình yêu thích công việc này thì sẽ không thấy cực nhọc đâu. Nói thật chứ, nếu người nào cũng có thể góp sức cho nhà trường cống hiến nhiều hơn thì tốt biết mấy. Thật ra hiệu trưởng cũng góp tiền góp sức mà. Nè, chẳng hạn như Mạch Kiến Kỳ, lâu nay đóng học phí đâu có dùng chi phiếu, lần này lại dùng chi phiếu, hơn nữa chữ ký lại rất quen, tôi nhìn là biết của thầy rồi. Đúng là không có gì qua mắt được cô. Nếu tôi không dành suất học bổng đó cho Lưu Quốc Hòa thì Mạch Kiến Kỳ đâu cần phải làm thêm nhiều việc để đóng học phí. Hơn nữa, gần đây ba của Kiến Kỳ bị thất nghiệp, cho nên tôi đóng học phí giùm mấy trước. Thật ra quyết định ban đầu của thầy cũng đâu có sai, ít ra Lưu Quốc Hòa đã đoạt được giải cho nhà trường. Chà, cái giải này còn lớn hơn nữa. Trong bài có đề cập câu ố hồ khổ giả và nạp du ngôn dĩ mẫn du hành, em nào có thể cho cô biết đó có nghĩa là gì? Hiểu được. Cô Thi, tôi có chuyện này muốn nói với các học sinh, làm phiền cô một lần. Dạ được. Em Mạch Kiến Kỳ, em ra đây. Nè, ra đây. Trời ơi, gì vậy? Nè các em, dạo trước Mạch Kiến Kỳ đã tham gia cuộc thi viết văn văn học của học sinh toàn quốc. Bây giờ đã có kết quả rồi. Kết quả sao thầy? Mạch Kiến Kỳ, em thực sự khiến thầy quá thất vọng. Em không phấn đấu chút nào, em chỉ giành được giải Á quân thôi. Không chỉ vậy đâu, Mạch Kiến Kỳ còn được mời đến Đại học Thanh Hoa trực thuộc lớp cao tham gia kế hoạch giao lưu sáng tác, thời hạn là 1 năm. Học sinh của trường này mỗi năm bước thi đầu đại học là 100%. Phải đó, Kiến Kỳ giỏi quá, giành vinh quang cho nhà trường. Không ngờ học sinh của trường chúng ta có thể đoạt giải được. Chà, tuyệt nhất là Kiến Kỳ có thể du học ở nước ngoài đó, thật khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Bà Húc Minh, thầy không ngờ em lại nông cạn lắm vậy. Đã nói là Đại học Thanh Hoa, tức là ở Bắc Kinh, cho nên nói chính xác là về đất tổ, không phải là ra nước ngoài. Ngồi xuống tự kiểm điểm lại đi. Mạch Kiến Kỳ, cơ hội lần này rất hiếm có, em phải trân trọng đó. Nè, em có thành tích tốt như vậy, thầy là hiệu trưởng, thầy sẽ mời em ăn bữa cơm để khen thưởng em. Hiệu trưởng, có phải người nghe em được mời không? Vậy đi ăn cái gì đây? Ý với nhà em có tiệm ăn đĩa bay vừa rẻ vừa ngon, tới tiệm đó đi. Được. Vậy ăn tự chọn còn ngon hơn đó. Đúng rồi, đi em tự chọn đi. Ăn đi là món quê hương của em. Đúng rồi đó. Thôi đừng ồn, muốn thầy mời các em đi ăn cũng được, giành giải cho nhà trường đi rồi nói. Bữa tiệc đưa tiền phải có rồi. Bữa tiệc đó đương nhiên là không thể thiếu. Nhưng mà về đi ăn theo kiểu Mỹ, phần ai nấy trả. Cùng lắm phần của Mạch Kiến Kỳ thầy trả. Thôi được rồi. Nè Mạch Kiến Kỳ, em theo thầy đến phòng giám hiệu làm thủ tục đoàn giao lưu. Cô tạm biệt các em. Nghiêm. Tạm biệt. Trời ơi, làm gì mà có hiệu trưởng nào keo kiệt tới như vậy chứ. Chỉ mời có học sinh đoạt giải đi ăn cơm với ổng thôi à. Nè, chúng ta cũng là người mà, chúng ta cũng phải ăn cơm chứ. Giống như bước quà vậy, chạy rất nhanh lấy được lòng hiệu trưởng nên suất học bổng cũng dành cho nó luôn. Thiệt là quá đáng à. Tụi bay đừng có nói như vậy, hiệu trưởng đâu phải hạng người này. Hiệu trưởng rất quan tâm học sinh chúng ta đó. Sao mày biết chưa? Thì má tao nói với tao mà, má tao còn dặn là giữ bí mật, đừng nói tin vui này cho ai biết hết á. Bảo Ngư con, má của bạn là luật sư thôi mà, sao lại biết chuyện của nhà trường? Thì tất nhiên rồi, má tôi là hội trưởng hội phụ huynh mà. Hả? Bây giờ còn hội phụ huynh sao? Gần đây mới tổ chức lại, còn họp với nhà trường mấy lần rồi. Họp gì vậy? Thì chuyện về phòng vi tính mới. Nè, dù sao mày cũng nói một nửa rồi, chắc chắn má mày sẽ chửi mày, vậy nói tiếp đi. Nói đi mà. Hiệu trưởng muốn thuyết phục hội phụ huynh góp tiền, có tiền thì góp tiền, không tiền thì góp sức. Mà còn muốn tìm nhiều người tài trợ, mục đích đó là đổi hết vi tính mới. Như vậy mọi người sẽ có nhiều hứng thú trong học tập. Hiệu trưởng tốt lắm á, hiệu trưởng. Em yêu thầy, em thương thầy nhất trên đời này. Em yêu thầy. Bởi vậy mới nói, người nào người nấy đều nóng nảy. Giống như tôi nè,
lâu nay tôi cũng khen ngợi con người của hiệu trưởng rất là khẳng khái, thật sự là một người mẫu mực đó. Thật không ngờ hiệu trưởng có thân hình cao ráo mà còn mập mạp, lại có những mặt chu đáo. Thử nghĩ coi hiệu trưởng sẽ đổi máy vi tính mẫu mã nào. Lần này bà Triệu Lý Thế Dân cũng có chút cống hiến, mới đây đã tìm được người tài trợ một số vi tính mới. Thật ra người chủ trương như thầy cũng có góp tiền góp sức. Là số vi tính cũ á, tôi đã tìm trung tâm xã hội đến nhận rồi, quyên góp cho những người có nhu cầu, không hạn phí mà còn phục dụng nữa. Được không? Phó hiệu trưởng, cô nghĩ có cần tìm thêm vài thợ đến ráp cho gấp hay không? Yên tâm đi, nhất định sẽ hoàn thành đúng thời. Ê, cẩn thận! Ui da! Anh này, có chừng đó. Thật không sao chứ? Xin lỗi hiệu trưởng. Nè, trật xương sống không phải chuyện nhỏ đâu, có cần nghỉ một lát không? Nghỉ cái gì, lát nữa tan trường về nhà lấy máy massage thịt, massage dài cái là khỏi liền. Thầy nói máy massage gì? Thì là chú Tiêu đó. Trời ơi, sắp rác cái ốc luôn, cũng chưa nghĩ được cách nào hay. Ai, cuộc thi thiết kế ý sáng tạo sắp tới thời hạn cuối rồi. Có linh cảm, có linh cảm. Lần này nổi bật hơn người rồi. Chế tạo máy massage thịt người. Trời ơi, vậy có khác nào là bánh bao thịt người? Khác biệt rất lớn đó. Bánh bao thịt người thì để đút cho mày ăn mà còn lấy mạng của mày luôn. Còn máy massage thịt người thì dùng để massage và đoạt giải. Mày nghĩ con mày có đáng bị trách không? Sáng kiến này á là vừa rồi tôi và Hiểu Trang đi đến phòng vi tính, tình cờ thấy hiệu trưởng bị trật xương sống cho nên mới nghĩ ra. Ôi da! Coi bộ, tối nay tôi phải lấy máy massage thịt người, massage vài cái thôi. Nè, máy massage thịt người này á chính là chú Tiêu đó. Cho nên tôi nghĩ nếu chúng ta có thể thiết kế một máy massage có thể mang theo bên người, vậy đi học cũng massage, chơi game cũng massage được, cả lúc đi toilet cũng massage được, nghĩ coi có đã hay không. Cũng phải đó, dù gì bây giờ đang thịnh hành máy massage mini, suy nghĩ cũng được lắm đó nghe. Nếu chúng ta có làm thì phải làm cho thật đặc biệt và có ý sáng tạo hơn. À, tôi có cách rồi. Nè, chúng ta sẽ gắn máy massage vào trong ba lô, như vậy sẽ rất đặc biệt và có ý sáng tạo. Được lắm đó. Hay được đó. Đó, vậy thì từ ngày xách ba lô có thể massage được. Không chỉ như vậy mà người chuyên nghiệp như hiệu trưởng cũng có thể đeo được đó. Học sinh chơi thể thao như chúng ta cũng có thể đeo được luôn. Phải nói già trẻ gì cũng được hết. Nhưng mà máy massage này nè, liệu có nặng lắm không? À không sao, nếu cần thiết có thể chế tạo bằng phụ liệu chân không, vậy thì nó sẽ rất nhẹ. Nè, có thể dùng chức năng massage tia hồng ngoại xa, thật ra là tuyệt vời lắm đó. Yeah, tốt nhất có thể ráp thêm mấy MP3 như vậy, vừa có thể nghe nhạc vừa massage. Tuyệt vời. Nè đẹp, đang mộng du hả? Muốn ngủ về nhà ngủ đi. Tôi buồn ngủ mất mớ gì tới bạn. Đừng nói lung tung mà suốt ngày nó giỡn không à. À phải, tia hồng ngoại xa cái gì đó là thứ công nghệ kỹ thuật cao, mọi người cứ biết không mà đòi làm vậy. Hay là lên mạng tìm đi. Nè, hả? Trong dầu đông đó. À, nhưng mà còn nguồn điện thì sao? Mình sạc điện hay dùng pin? Hay quá, rốt cuộc đã biết động não rồi. Nghĩ cũng hay ha, vừa nghe nhạc vừa massage. Phải dùng điện bao nhiêu volt? Trời đẹp, chẳng phải nhà đẹp có máy massage sao dùng điện gì vậy? Này đâu mà, mình nói chuyện với ai? Đẹp không có nghe được đâu, mặc kệ đẹp đi, người ta đang mộng du rồi. Thôi được, tôi không chơi nữa, mấy người chơi mình đi. Đẹp. Bộ này có được không? Bộ này rất đẹp, lịch sự trang trọng, nhìn rất bắt mắt, em mặc cũng vừa. Đừng nghĩ nữa, quyết định mua bộ này đi. Nè cô ơi, làm ơn, tôi lấy bộ này. Dạ được, tôi lấy bộ hóa cho anh chị nha. Chưa có hỏi em, sao biết em thích chứ? Nhưng anh thích mà. Bây giờ em chân diện đẹp vậy cũng chỉ muốn khiến người bạn trai bên cạnh em thỏa mãn thôi. Trời ơi, anh tự cao quá à. Không phải tự cao là tự tin thôi. Nếu anh không có tự tin thì làm sao đeo đuổi được người bạn gái vừa đẹp vừa tốt như em. Không thèm nói với anh nữa, em vào thay đồ đã. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Đi chơi mua sắm với cổ đã quá đáng rồi, còn trả tiền nhập cho cổ nữa. Chị ơi, em thử bộ này. Hả? Anh nè cô à, tôi giới thiệu kiểu trẻ một chút cho cô nha. Có lẽ kiểu áo đó sẽ hợp với hình dáng của cô hơn. Bộ này không hợp với tôi sao? Thật sự không hợp với Nguyệt. Có phải tôi mặc xấu lắm không? Không hợp với Nguyệt lắm.
Vậy tức là xấu rồi. Xấu thì không phải xấu, nhưng mà không hợp với hình dáng của Nguyệt. Thôi Nguyệt có hiểu không vậy? Em đừng nói nữa. Nào không phải vậy. Mỗi khi tôi chỉ chơi vi tính cho nên không biết ăn nói. Xin lỗi Nguyệt mà. Tại sao phải xin lỗi chứ? Đâu có liên quan đến ông đâu. Tại tôi mặc không đẹp, không chững chạc thôi. Thực ra Nguyệt đâu phải ở độ tuổi đó mà mặc thế nào nó cũng không hợp đâu. Nhiều chuyện đừng nên miễn cưỡng mình. Miễn cưỡng thật sự không có hạnh phúc. Sao đâu biết tôi miễn cưỡng? Nếu Nguyệt thật sự mặc giống y như cô Thi cũng không có nghĩa là Nguyệt xứng đôi với thầy Lương. Đâu nói gì vậy? Nguyệt hiểu mà, tại Nguyệt không chấp nhận sự thật này thôi. Với điều kiện của Nguyệt, rất nhiều sự lựa chọn. Thầy Lương có gì tốt chứ? Tôi thật không hiểu thầy có thể làm ba của Nguyệt luôn đó, Nguyệt biết không? Hãy thôi đi, tôi thích ai mắc mới gì tới Đông chứ. Nguyệt à, bỏ tay ra đi, chuyện hôm nay Đông nói cho ai biết tôi không tha cho Đông đâu. Lâu nay hội phụ huynh chúng tôi đều hết lòng ủng hộ nhà trường. Chẳng hạn như hôm nay, nhà trường nói là muốn mở phòng vi tính mới. Tôi là hội trưởng hội phụ huynh, việc đầu tiên là phải tìm công ty vi tính tài trợ. Cô coi nè, mẫu mã vi tính này rất là mới. Nói như vậy chỉ có công lao mình bả thôi. Thật sự là người ta cũng góp sức. Bây giờ còn mời phóng viên báo Nhật Nguyệt đến phỏng vấn. Nếu như ở trang mái trường có đăng tên trường Doãn Đinh Bảo Đoan của chúng ta thì tức là được quảng cáo miễn phí một lần rồi. Nè cô phóng viên, cô coi nè, bàn vi tính là ghế vi tính, nếu không nhờ tôi có quen biết thì làm sao mua được giá rẻ. Bởi vậy mới nói nhà trường đối với những yêu cầu hợp lý của học sinh, hội phụ huynh mà tôi lãnh đạo đều ủng hộ hết mình. Cô không tin, cô hỏi hiệu trưởng xem. Hội phụ huynh chúng tôi đối với yêu cầu của nhà trường không chỉ hưởng ứng rất nhanh mà còn đặt yêu cầu nữa. Hội phụ huynh tuy có góp sức, nhưng hiệu trưởng giả của chúng tôi cũng có góp tiền góp sức mà, phải không? Nè, giống như phòng vi tính đó, hiệu trưởng đã dùng danh nghĩa của mình bỏ tiền ra lắp đặt toàn bộ hệ thống điện. Hiệu trưởng giả thật chu đáo đó, mọi chi tiết đều làm rất chu đáo. Thật ra tôi chỉ muốn tạo cho học sinh một hoàn cảnh học tập tốt, để các em có được tri thức IT mới nhất để đạt hiệu quả đi cùng với thời đại đó mà. À phải, hội phụ huynh chúng tôi đã nghĩ ra hàng loạt kế hoạch hợp tác. Để tôi cho cô coi bản kế hoạch cụ thể. Thật tình tôi không thể chấp nhận bà ta nói vậy. Thật ra thì có những phụ huynh nhiệt tình và tích cực đối với nhà trường cũng là chuyện tốt. Nhưng thầy và bà mở cuộc họp phụ huynh thì rắc rối đó. Tôi nghĩ là Nam Mai sẽ tới lượt cô. Sau này các phụ huynh có yêu cầu gì, cho dù là không thích đáng cũng không được từ chối trước mặt họ. Như vậy sẽ khiến cho họ khó xử, cô biết không? Với lại cách 3 tháng thì phải đưa sổ sách cho ông Doãn kiểm tra một lần. Tôi còn tính giúp cho học sinh lớp 11 tổ chức một buổi giao lưu học thuật đại lục. Tôi đã liên lạc với các đơn vị bên đó rồi. Đến chừng đó phiền cô theo dõi cho. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Ủa Kiến Kỳ, em tìm thầy à? Dạ phải, em và bạn của em rất cảm ơn hiệu trưởng lâu nay đã giúp đỡ và đào tạo cho em. Lần này còn cảm ơn hiệu trưởng đã giúp em đóng hết mọi chi phí. Hủ hồn vịt muối quê nhà này là do ba em tự muối, hy vọng thầy thích ăn. Hủ hồn vịt muối quê nhà lớn vậy sao ăn hết? Dạ không có nhiều lắm đâu, ăn từ từ cũng được. Kết quả kiểm tra mắt à, chút xíu nữa sẽ có, hay là chị chọn gọng trước đi? À dạ được. Tự nhiên lựa đi. À, tôi nghĩ kiểu này chị sẽ thích đó. Ha. Nè nè nè, có kiểu nào mới hơn không vậy? Dạ có, đợi một chút. Tôi thấy cái này cũng đẹp mà. Đẹp cái gì, coi già quá trời luôn. Nè, cô chỉ bị cận nhẹ thôi, có từng nghĩ đi bắn tia laser hay là đeo kiếm sát chồng không? Ai mà không biết, khổ nỗi tính tôi yếu đuối hay mềm lòng lắm. Nếu không làm vẻ mặt nghiêm nghị, làm sao trị tấm khỉ đâu được. Cô đóng khung mình đã 30 năm rồi. Thật vất vả cho cô quá. Biết sao được, tôi đã chọn nghề dạy học làm nghề suốt đời của mình rồi. Hy sinh chút đỉnh cũng phải chịu. Coi thử mấy kiểu này có được không? Ý, kiểu này cũng đẹp nè. Nè thử coi. Ê, không được không được, màu đen quá tôi đeo không được đâu. Có thể đeo được mà, cô đâu phải 70-80 tuổi. Nè cô đeo thử coi. Đeo đi. Đó, rất đẹp phải không? Nhìn kỹ cũng được quá. Độ cận của chị đã giảm bớt. Anh có đo sai không vậy? Sao lại giảm bớt chứ? Bởi vì mắt của chị bị lão. Thật ra sống ở đời chủ yếu là tâm cảnh. Vui vẻ một chút nè, cười nhiều một chút sẽ trẻ lâu hơn phải không? Nè, tôi không ngại đó cô biết. 20 mấy tuổi tôi đã bị lão rồi. Còn cô thì may mắn hơn. Với lại bị lão tức là bị viễn thị. Mà con người biết nhìn xa là bắt đầu sự thành công. Biết bao nhiêu người ngưỡng mộ mà không được. Tuy rằng những gì anh nói hơi điên khùng một chút, nhưng nghe cũng rất mát tai đó. Đó thấy chưa, cô vui vẻ nhìn sẽ đẹp hơn. Khi ở bên cạnh anh tôi thấy cởi mở hơn nhiều. Nè, vậy sau này cô hẹn tôi ra đi ăn cơm, đi dạo nhiều một chút
cùng lắm mà tôi đãi cô hả? Ủa, người đó có phải thầy Hồng không? Hình như là phải đó. Không phải chân thầy Hồng bị thương sao? Hả? À, phải đó. Bây giờ ông múa còn hay hơn Hoàng Phi Hồng nữa. Trường bổ túc điên phong. Giờ đi. Ờ, hiệu trưởng. À, ờ, anh Hồng. Tìm tôi đó. Sao rồi, chân anh thấy đỡ chưa? Trời ơi, già cả rồi, xương nó cũng giòn anh ơi. Không cẩn thận bị thương chắc lâu lắm nó mới hết à. Cẩn thận nha. À. Mời ngồi. Dạ, dạ, dạ. Ngồi xuống là nói ha. À. Anh Hồng à, gần đây à, sức khỏe anh rất yếu. Nè, năm học mới khai giảng chưa bao lâu á, thì anh nói là chân anh bị thương. Trước và sau anh đã đưa 4 đơn xin nghỉ bệnh. Mỗi đơn là 2 tuần. 2 tuần mà nhân 4 tức là 8 tuần, đúng không? 8 tuần mà nhân 7, 8 lần 7, 56 tức là nghỉ bệnh đã 56 ngày. Nhưng mà gì? Anh cũng nên nghỉ cho các học sinh. Các em cũng sắp đến kỳ thi rồi, mà anh lại thường xuyên xin nghỉ bệnh. Không có thời gian dạy học sinh, cũng không thể theo kịp bài của các em. Đối với học sinh mà nói, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích của các em. Trước giờ tôi cũng không có an tâm, cho nên tôi chuẩn bị bài tập và lý thuyết cho các em hết rồi. Tôi biết là anh đã chuẩn bị hết. Nhưng mà tôi đã coi cách dạy của anh, trước giờ cũng không thay đổi gì hết đó. Không biết anh chung tình hay là anh thích cái cũ. Hiệu trưởng, thầy nói vậy không đúng rồi nghe. Giáo án nào tôi cũng đều rất cố gắng soạn. Không thay đổi là giáo trình không thay đổi thôi, chứ không có liên quan gì tới tôi. Tôi dám khẳng định một câu, chỉ cần các em học sinh học thuộc giáo án của tôi bảo đảm các em thi sẽ đủ điểm. Anh Hồng, tôi biết là anh có can đảm. Không biết là anh đã từng nghe trường bổ túc điên phong chưa? Đúng lúc ở đó cũng có thầy dạy môn hóa họ Chu. Đó. Nè, tôi đã đem giáo án của thầy ấy về coi. Anh coi rất là tỉ mỉ, lại theo kịp giáo trình, phải nói là đi cùng thời đại luôn. Thầy Chu này thật sự đã dành hết tấm lòng cho học sinh. Nếu như trường chúng ta mời được thầy này về dạy, thì các học sinh sẽ rất là có phước. Sao vậy anh Hồng? Sao mặt mày tái mét vậy? Có phải không được khỏe không? Nếu thật sự không khỏe thì tôi sẽ đích thân đưa anh đến bác sĩ của Doãn Thị để kiểm tra tổng quát cho anh. Thôi được rồi hiệu trưởng, mỉa mai tôi còn chi nữa. Đâu cần phải chống đối lại tôi. Chúng ta chỉ kiếm 2 bữa cơm thôi à. Vậy anh lầm rồi. Đây là Doãn Lưỡng Sáng, không phải là kiếm 2 bữa đâu. Ok ok, tóm lại sau này anh biết điều thì tôi cũng sẽ biết điều. Đôi lúc có nhiều chuyện là phải mắt nhắm mắt mở mới được. Anh họ tôi là ông Doãn, là ban quản trị, anh biết. Tôi biết chứ. Ừ. Ông rất là quan tâm tôi. Khi biết chân tôi bị thương thì lập tức đến thăm tôi liền. Sao tôi lại không biết? Nhưng mà anh nên biết, tôi là hiệu trưởng của Doãn Lượng Sang. Chỉ cần tôi vẫn lãnh lương của trường này thì tôi cũng phải làm đúng bổn phận của hiệu trưởng. Vậy tức là không nể mặt chứ gì? Anh Hồng, tôi cũng chỉ làm theo công việc thôi. Nè, đừng trách tôi không cho anh con đường đi. Một là anh đến bác sĩ của Doãn Thị kiểm tra sức khỏe đi, cho tôi tờ giấy chứng nhận. Nếu không, anh tự động từ chức đi. Dạ thế Tài, anh có cần tuyệt tình đến vậy không? Tôi tuyệt đối không cho phép một người thầy chỉ lo kiếm thêm tiền mà không lo cho tương lai của học sinh ở trường này. Anh Hồng, anh nói một câu đi, có đi khám sức khỏe không? Không đi thì sao? Được, anh không đi khám sức khỏe chứ gì? Vậy tôi đuổi việc anh. Anh giỏi lắm. Anh không tuyệt đường tôi được đâu. Anh Hồ, vậy tốt rồi, hai bên còn thương lượng được phải không? Anh bỏ quên đồ kìa, anh bỏ quên cái gậy kìa. Chân anh đã khỏe rồi hả? Anh giỏi, anh giỏi lắm, có chân á. Thật khủng ra cái. Trước tiên, hoan nghênh các vị đến dự. Sản phẩm lành mạnh với công nghệ kỹ thuật cao do nhóm thiết kế ý sáng tạo của chúng tôi phát minh ra. Olala massage toàn thân, hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu. Mọi người đừng nghĩ bề ngoài nó rất tầm thường. Thật ra, nó được làm bằng vật liệu siêu nhẹ gần với áo chân không mà phi hành gia Mỹ đã từng mặc đó. Cho nên trọng lượng chỉ có 1,2 kg, tức là 2,46 bao.
phải nói người rất yếu cũng có thể cầm một tay. Mà còn được thêm chức năng massage tia hồng ngoại xa, công nghệ lành mạnh nhất gần đây, giúp cho bạn có thể hưởng thụ thuốc vu massage bất cứ lúc nào, giảm bớt mệt mỏi. Không chỉ như vậy, tia hồng ngoại xa còn có thể giúp máu huyết lưu thông, tuần hoàn cường hóa cơ năng, tăng cường sự thay cũ đổi mới. Vừa có thể làm đẹp, vừa có thể giữ gìn sức khỏe. Thật sự là sự lựa chọn tốt của trào lưu, rất hợp với những người thành thị mỗi ngày làm việc không ngừng tay. Chưa hết, ba lô này có thể nghe nhạc. Chúng tôi đã thêm thiên chức MP3 và bộ nhớ 128MB, đồng thời có thể chứa 30 bài nhạc, ra đường không sợ buồn. Chà, nghe thật là hấp dẫn đó, có thể thử được không? Chưa được đâu, còn chuẩn bị chút vấn đề. Chà Triệu Đồng à, liệu có đeo vào người rồi sẽ không cởi ra được không? Tụi em đâu có dở đến vậy, chỉ có điều vấn đề nguồn điện còn chưa giải quyết, bây giờ phải cắm điện mới mở máy được. Vấn đề này rất là dễ giải quyết. Ba lô này chú nghĩ chỉ cần 8 cục pin 1.5V thì có thể khởi động được rồi. Nhưng các con phải nhớ nha, bao bì phải đẹp một chút mới được ha. Chú Tiêu à, chú rành các công nghệ thì không nói, các em ai cũng mới làm lần đầu, có làm nổi không đó. Thì nói vậy tức là không tin tưởng tụi em. Ăn đông à, đừng nghiêm chỉnh quá, thầy chỉ nói chơi thôi mà. Thầy không những không giúp đỡ, không cho ý kiến, mà còn nói những lời đả kích lòng tin của tụi em. Thầy có xứng đáng làm thầy của tụi em hay không vậy? Nè Ân Đông à, em đã nghiêm chỉnh quá rồi đó. Ok, coi như lỗi của thầy, thầy xin lỗi các em. Thầy có biết mỗi một lời nói của thầy, mỗi một việc làm của thầy đều ảnh hưởng cả đời của học sinh tụi em hay không? Không phải nói câu xin lỗi thì thôi đâu. Thầy làm việc á, đừng có tùy tiện vô trách nhiệm đến như vậy chứ. Đông à, làm gì nóng như vậy? Ân Đông, sao hôm nay mặt Đông một đống gì? Không lẽ đẹp lại cho Đông ăn chanh hả? Nói gì? Gì chanh? Cô biết các em rất lo cho cuộc thi lần này, nhưng đừng bao giờ tạo nhiều áp lực cho mình. Thật ra hồi nãy thầy Lương chỉ nói chơi thôi, thì cô đều rất mong các em có thể hoàn thành tác phẩm này vui vẻ. Phải rồi, vừa rồi chúng ta đang trao đổi vấn đề nguồn điện. Nè vậy đi, lên phòng của chú kiểm tra coi cần bao nhiêu volt mới có thể đủ. Lên đấy đi. Đi mà. Chà, đột nhiên anh lại cảm thấy vừa rồi thân phận với Phùng Ân Đông như đã đảo ngược. Anh dạy học đã nhiều năm, mới lần đầu bị học sinh trách mắng một trận. Vậy anh phải vui lên mới phải. Anh nghĩ coi, mọi khi tánh của Ân Đông cái gì qua được thì cho qua, nhưng bây giờ nói chuyện có bài có bản, chứng tỏ tâm huyết của chúng ta không có uổng phí. Nhưng anh cảm thấy tìm được người bạn gái biết an ủi người khác và tốt bụng với em thì càng vui. Hèn gì Phùng Ân Đông lại nói anh tùy tiện đó. Nếu như em không thích anh sẽ sửa đổi, nhưng mà vậy em phải luôn ở bên cạnh nhắc nhở anh, nếu không anh sẽ không tiến bộ nhanh như các học sinh. Phải tùy thuộc anh đối xử em thế nào. Nè, có ăn bánh bột không? Được. Ê, làm ơn, tránh ra đi. Cho 4 cái bánh bột nha. Bánh bột nè, làm ơn cho tôi 2 cái bánh bột. Chỉ còn lại có 4 cái mà thím này đã mua hết rồi. Nè, thím gì thím? Tôi còn chưa lấy chồng đó, tôi còn con gái đó. Nhanh lên đi. Cảm ơn anh. Nhanh lên. Sao trùng hợp vậy? Không sao đâu. Một là chúng ta không ăn, muốn ăn là phải ăn món ngon nhất. Tìm chỗ bà đó hả? Đúng vậy. Nhưng xa lắm. Chủ yếu là em vui thôi. Đóng máy bay cũng đi với em. Dễ mồm dễ miệng. Ý, sao không có bán? Chắc là bán hết rồi. Bà ấy nói mỗi ngày chỉ bán có mấy chục cái, bán hết dọn hàng rồi. Có lẽ đã đổi chủ khác, bán không chừng á. Hy vọng anh nói đúng. Còn cơ hội mà, chúng ta tìm nữa đi. Không sao đâu, con tìm được bánh bột chúng ta ngắm mặt trời lặn để bù lại. Nhưng ngắm mặt trời lặn không có bánh bột sẽ không có hoàn mỹ. Có nhiều chuyện không như ý muốn mà. Ý, bà đó kìa. Phải ha, bên đó kìa. Ý, bà ơi. Chà, rốt cuộc đã tìm được bà. Trời ơi, mấy người làm tôi giật mình luôn à. Bà, tụi con đến đây tìm bà mua bánh bột đó. Giờ này trễ lắm rồi, bánh bột của tôi rất nổi tiếng, rất là ngon. Bán hết từ lâu rồi. Sao bán hết sớm vậy? Tôi nhận ra cô cậu hôm trước đã mua giùm tôi 30 cái bánh bột mà phải không? Tôi nhớ lúc đó cô cậu đi riêng mà. Sao giờ khoác vai thân mật dữ vậy nè.
Cậu trai trẻ ăn bánh bột của tôi rồi, bây giờ muốn ăn nữa phải không? Muốn mua khiến bạn gái vui chứ gì, phải không? Bán hết đành chịu thôi. Đi thôi. Muốn lấy lòng bạn gái thì trước tiên phải lấy lòng bà già này đi ha. Nếu mà bà già này cảm thấy vui thì tôi sẽ về tôi làm cho cô cậu. Chị thật lòng cảm ơn bà đó bà. Cảm ơn bà. Nè, mấy thứ đàn nhọc này đi, bọn trẻ làm cho bà cho. Phải đặt cho bọn trẻ ăn lắm mà nghe, coi chừng đó. Nè bà thấy mệt mỏi không? Để con xoa bóp cho. Ừ, được, được quá. Được, rồi sao, sức có vừa không? Dễ chịu không? Được. Nè. Cái bê. Bạn trai em được quá phải không? Vừa rồi nhờ anh hy sinh sắc đẹp mới đổi được bánh bột cho em đó. Vậy sao? Hình như là hồi nãy anh vui hơn đó, khiến cho bà ấy xếp chút làm đổ hết nguyên mâm bánh bột xuống đất. Người làm vui cũng không sao, chủ yếu là em vui thôi. Ăn bánh bột như vậy thấy ngon ghê đó. Nếu như em thích, anh có thể ăn với em bất cứ lúc nào, mỗi ngày 24 tiếng gọi là có mặt ngay. Thiệt cũng đó. Thiệt mà. Anh còn phải dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi mới có thể mãi mãi ở bên em, chăm sóc em. Em có cái này tặng cho anh. Nè. Là gì vậy? Mở ra coi thì sẽ biết. Chà, đẹp quá. Em đưa cho anh nha. Anh coi nè. Ý, là vòng tình nhân hả? Anh thích không? Thích chứ. Cảm ơn em. Cô Thi, đếm xem có đủ không? Chàng đếm đi. Đếm thử đi. Cảm ơn cô Thi. Ôi đây là Tài ơi, cậu hiệu 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 trưởng. Ôi chuyện gì? Ông Doãn đang tới, đang vào đây đó. Hả? Trời đất, lần này ông Doãn đến đột ngột quá. Không lẽ là kiểm tra đột xuất? Đừng lo. Nếu như tôi đoán không lầm, ông Doãn đến đây chỉ để tìm tôi. Ông Doãn. Chào ông Doãn. Tôi có chuyện muốn nói với. Được. Giờ phòng hiệu trưởng hay nói. Có chuyện gì nói ở đây? Chuyện gì có thể không thể nói với người ta mà lén la lén lút? Phải đó. Thế Tài, tại sao chuyện gì anh cũng làm trái ý tôi vậy? Tôi kêu anh tổ chức ngày mở, anh không làm. Rồi khi không anh lại đuổi việc em họ tôi vậy? Thật tình tôi không khéo nhìn đã quen làm anh. Anh đừng nghĩ Doãn Lượng Sáng không thể thiếu anh. Bản thân tôi cũng có thể làm hiệu trưởng được. Ông Doãn, không phải tôi làm trái ý ông. Tôi không tổ chức ngày mở làm gì tôi cảm thấy chưa phải lúc. Với lại với tài chánh của trường quả thật là không thể tổ chức. Ngoài ra tôi đuổi việc em họ ông, tôi tuyệt đối có đầy đủ lý do. Dạ phải ông Doãn, tôi có chứng cứ hẳn hoi. Nếu ông không tin tôi sẽ lấy cho ông coi. Không cần phải coi. Phải đó ba, không lý nào là tin người ngoài không tin người nhà ha. Sao có thể tin cậy được chứ, thiệt tình. Ông Doãn, tôi cũng lường trước là có ngày hôm nay, cho nên tôi cũng đã chuẩn bị đơn xin nghỉ việc. Ba, tin đồn bên ngoài đâu có sai. Quả thật đã hợp tác với Lý Tiểu Siêu, đồ phản bội. Hèn gì anh ta dám làm trái ý anh. Bây giờ anh đã từ chức, không có quyền gì đuổi tôi nữa hả? Anh lầm rồi. Lúc đuổi việc anh, tôi còn chưa gửi đơn xin từ chức. Ngày nào tôi còn là hiệu trưởng thì ngày đó tôi có quyền đuổi anh. Cho nên tôi nhất quyết đuổi việc anh. Anh Vinh à, một giáo viên tắc trách chẳng khác nào là cái bướu độc. Nếu không cắt bỏ sớm thì nó sẽ di căn, sẽ chuyển xấu. Ông Doãn, mới nhà trường không giống như làm ăn. Kinh doanh mà chỉ biết mướn kẻ vong ơn bội nghĩa, chỉ biết nịnh bợ, chỉ khiến cho ông chịu thiệt hại về tiền bạc và thời gian thôi. Nếu như nhà trường mà mướn những giáo viên không có trách nhiệm thì không chỉ đơn giản phải chịu thiệt hại về tiền bạc và thời gian, mà còn làm hại cho cả học sinh. Thứ nhất, các học sinh không học được những tri thức cần có. Thứ hai, học sinh sẽ học theo thái độ và thông tin làm người sai lầm ở bản thân giáo viên này. Ảnh hưởng này đối với học sinh mà nói tuyệt đối là có hại cho cả đời. Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận những giáo viên tắc trách như vậy ở Doãn Lượng Sáng làm hại cho tương lai của học sinh. Không lẽ ông lại có thể chấp nhận? Anh Vinh à, hiệu trưởng nói hay lắm, tụi em ủng hộ thầy. Thật là cảm động. Đi. Anh Vinh à, vậy còn em sao? Anh Vinh ơi, anh Vinh. Anh Hồng, đến giờ anh còn chưa hiểu sao? Hiểu gì? Anh đã bị đuổi việc. Tôi bị đuổi việc? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Quan hô hiệu trưởng. Lớn chuyện rồi. Lớn chuyện rồi. Chuyện gì? Hiệu trưởng xin từ chức.
Không phải chứ, hiệu trưởng từ chức bị ông Doãn đuổi thì có. Dĩ nhiên là không phải rồi. Chà, màn kịch vừa rồi ở phòng giám hiệu á, phải nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Hiệu trưởng á chỉ vận dụng ba tấc lưỡi mập của mình, trời ơi, nổ như pháo, như là roi điện gì đó, quất cho hai kẻ định bợ bên cạnh ông Doãn thương tích đầy mình, mà còn phải hoảng sợ bỏ chạy luôn nữa đó. Không chỉ vậy, cả phòng giám hiệu đao quang ảnh kiếm, mọi người không thấy thật là uổng đó. Vậy bắt đầu lại từ đầu đi. Nè, Hạo Nguyệt có hiểu biết đó, các bạn không cần phải sợ. Bây giờ tôi và Hiểu Trang sẽ làm hết khả năng để các bạn có thể chia sẻ được giây phút mang tính lịch sử này. Nè, Hiểu Trang, Trang diễn vai ông Doãn đi, tôi diễn vai hiệu trưởng. Không thành vấn đề. Nè Đinh Đinh, Đinh đóng vai thầy Hồng giùm mình nha. Phấn đóng vai Winston. Trang Chí Đạt, hãy cho tôi mượn cái mắt kiếp. Ủa, phải mặc cái áo khoác nữa sao? Được, bắt đầu ha. Tôi không cần biết. Tóm lại làm trái ý tôi là tội chết. Hai người nghe đi, lôi hắn ra chém đầu. Được. Rồi. Hiểu Trang, không ngờ Trang biết nói câu này đó. Đừng có ăn cơm hớt, nghe kể chuyện không được lên tiếng. Bên vua như bên hổ, tôi đã lường trước con ngày hôm nay. Ông Doãn, đây là đơn xin từ chức của tôi. Bây giờ tôi chính thức xin ông cho tôi từ chức. Anh dọa tôi đó hả? Không phải dọa đâu ông Doãn. Một giáo viên tắc trách chẳng khác nào cái búa độc, nhất định phải cắt bỏ sớm, nếu không sẽ làm di căn sẽ chuyển xấu. Mở trường học không phải làm ăn kinh doanh, mà mướn kẻ chỉ biết nịnh bợ, cùng lắm chỉ thiệt hại tiền bạc, thời gian, khách hàng. Nhưng mà ở trường thì không giống. Mướn những giáo viên như vậy thì sự thiệt hại không phải là con số nhỏ, mà là tương lai của học sinh. Vì không được học những tri thức cần có, mà còn học theo thái độ đối dân xử thế và quan niệm sống nữa. Quan niệm sống sai lầm ở bản thân giáo viên này. Phải ông Doãn, tôi không thể chấp nhận những giáo viên tắc trách như vậy ở lại nhà trường, ảnh hưởng cả đời của những học sinh vô tội ở đây. Chà, đó là anh hùng, còn còn Lanh Trí nữa. Không lẽ ông lại chấp nhận? Không hổ danh là một hiệu trưởng nha, có thể đầu rơi máu đổ vì học sinh của mình. Tôi nghĩ tôi đã trách làm hiệu trưởng, lâu nay tôi nghĩ hiệu trưởng là vua keo kiệt. Phải đó, tôi cũng không ngờ hiệu trưởng không sợ quyền cao quán hổ hiệu trưởng. Wow, hiệu trưởng. Tôi nghĩ mọi người cũng biết, tôi đã chính thức gửi đơn xin từ chức. Cuối tháng này tôi sẽ rời khỏi nhà trường. Mới đây tôi đến trường này đã hơn một năm rồi. Lúc bấy giờ trường loại B này ở trong lòng nhiều người là máu bầm. Học sinh lại khó dạy khó bảo, có đầu tư cũng chỉ uổng công uổng tiền. Nhưng mà sau khi tôi quan sát một thời gian, tôi tuyệt đối không tán thành cách nói này. Hơn nữa, sự thật cũng đã chứng minh là tôi đúng. Trong một năm qua, với sự cố gắng của mọi người, nhà trường đã có tiến bộ rõ rệt. Học sinh đối với nhà trường cũng nảy sinh cảm giác như là gia đình. Tôi nghĩ là sẽ không có ai phản đối cách nghĩ của tôi. Cho nên tôi mong các giáo viên trong những ngày sắp tới vẫn giữ đúng niềm tin đó, ngôn giáo, hành giáo. Đừng nghĩ làm giáo viên chỉ là một công việc để nuôi sống bản thân, mà là nghề có thể khiến cho mình tự hào, lấy đó làm vinh hạnh. Đúng vậy, chúng ta nên xem hiệu trưởng là tấm gương, xem Doãn Lượng Sáng là niềm vinh hạnh. Càng lúc tôi càng thấy tôi chọn dạy học ở đây là không sai. Có gì vui bằng khi nhìn thấy học sinh của mình càng lúc càng nên người, càng lúc càng tiến bộ. Hôm nay là tài tài à, lịch trình tháng này xếp đầy hết rồi, có cần chịu chơi vậy không? Sẵn lúc có ngày nghỉ phải đi du lịch chứ. Con nói thật nha chú Tiêu, con làm hiệu trưởng cả năm trời thật sự chưa được nghỉ ngày nào. Sẵn cuối tháng con nghỉ việc, công việc ở bên anh Lý lại chưa sắp xếp, việc ở nhà trường con cũng bàn giao đâu vào đó rồi. Dĩ nhiên phải đến chỗ khác để sạc điện, sống cuộc sống của một nhân viên cao cấp thấy đã hơn không? Đã. Nhưng mà chú hỏi thật nha. Hả? Có thật là con bỏ được không? Bỏ được chứ, đương nhiên là bỏ được. Những gì cần làm con đã làm hết rồi. Điều không cần làm con cũng làm luôn rồi. Phải nói là hoàn toàn yên lòng. Thôi được rồi đi. Ủa, alo, sao anh Lương? Vậy sao? Ồ, được, được, tôi sẽ đến liền, lát nữa gặp. Chuyện gì vậy? Thái đồ trở lại trường. Nè, thật ra là chuyện gì vậy? Chuyện quan trọng đó, mau lên đi.
Nè nè nè, chuyện quan trọng gì vậy? Anh Lương nói cuộc thi thiết kế ý sáng tạo giới học đường Olala máy massage toàn thân của trường ta giành được giải đặc biệt rồi. Bây giờ có tòa soạn muốn xuất bản sách giùm người đoạt giải. Đó, bây giờ mấy thợ quay phim và những người đi thu thập tài liệu đang chụp hình phỏng vấn ở trường. Mau đi chú, mau đi. Mau đi, trời ơi chú Tiêu. À chú Tiêu, con mặc thường phục đẹp hay là mặc như hiệu trưởng đẹp hơn nè hả? Có coi. Thôi được rồi, con mặc như hiệu trưởng đi. Chú Tiêu, sao chú còn đứng đó làm gì? Thôi được, chú đi thay đồ liền ha. Phải rồi, mau đi thay đồ đi, 10 phút thôi nha, mau lên. Thật ra có ý niệm gì mà thiết kế được máy massage toàn thân Olala này? Thật ra cái niệm lần này là do các học sinh nghĩ ra. Phải đó, câu hỏi này xin dành cho các em. Dạ được, mời các em qua bên này. Cho phép tôi chụp tấm toàn. Tự nhiên. Ok, cảm ơn. Thật ra có gì gợi cho các em có ý niệm sáng tạo máy massage toàn thân Olala này vậy? Thật ra thì ý niệm này là do hiệu trưởng gợi ý cho tụi em. Dạ phải. Thật ra ba lô này tụi em thiết kế riêng cho hiệu trưởng đó. Dạ phải, mọi chuyện là như vậy. Có một hôm cả lớp tụi em hẹn nhau đến họp, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết sáng tạo cái gì để mà dự thi. Vô tình hiệu trưởng lại bị trật xương sống, muốn nhờ người massage. Cho nên tụi em lập tức có linh cảm, nghĩ ra máy massage toàn thân Olala này. Hy vọng mỗi ngày khi hiệu trưởng đeo nó đi làm thì cũng có thể chia sẻ được niềm vui của máy massage này đó. Ý các em đối xử với hiệu trưởng rất tốt ha. Dạ phải, trước đó tụi em nghĩ hiệu trưởng rất rảnh rang, không có chuyện gì làm. Nhưng thực tế ở sau lưng hiệu trưởng đã làm rất nhiều việc cho nhà trường. Có điều tụi em không biết thôi. Dạ phải đó, mỗi ngày hiệu trưởng ngoài đi họp ra nha, còn phải đi kiểm tra lớp, còn phải nghe lời phê bình của phụ huynh. Nhà trường có sinh hoạt gì thì thầy phải đi tìm nhà tài trợ. Những công việc của thầy á, thật ra có kể cũng không hết đâu. Từ trước đến nay mọi người chỉ biết nói học sinh học hành rất là cực khổ, giáo viên dạy học rất là cực khổ, nhưng chưa bao giờ có ai nói hiệu trưởng làm việc rất cực khổ. Hiệu trưởng của tụi em rất có tính đàn ông. Thầy không những giúp đỡ tụi em rất là nhiều, mà còn ngôn giáo hành giáo, dám chống lại quyền cao để tụi em biết cái đúng, phải tranh đấu. Hiệu trưởng đáng kính nể mà các em vừa nói chính là đây. Hiệu trưởng giả. Thử đi thầy. Thật ra tụi em tặng ba lô này cho hiệu trưởng còn có nguyên nhân khác. Bởi vì hiệu trưởng của tụi em sắp rời xa tụi em cũng không nỡ xa thầy. Dạ phải hiệu trưởng, tụi em thật lòng không muốn xa thầy đâu. Tụi em không muốn thầy đi đâu hiệu trưởng. Hiệu trưởng đối với học sinh rất tốt, nhưng mà hiệu trưởng có sự phát triển tốt hơn ở tương lai, chúng ta dù không đành lòng cũng phải chịu. Cũng như hiệu trưởng mong tụi em có thành tích học tập tốt, muốn tụi em có phát triển tốt ở tương lai. Tụi em cũng rất mừng vì hiệu trưởng có sự phát triển tốt hơn. Tụi em thật lòng cầu chúc cho hiệu trưởng, hy vọng hiệu trưởng đeo luôn cái ba lô này sẽ nhớ đến tụi em. Hiệu trưởng, thầy nhớ mỗi lần khi đeo nó phải nhớ đến các học sinh lanh lợi như tụi em nha. Nhớ, thầy nhất định sẽ nhớ đến các em. Massage có dễ chịu không hiệu trưởng? Thật sự là rất dễ chịu đó. Chưa hết. Có hay không? Hay, rất hay. Có cảm động không hiệu trưởng? Thầy muốn khóc. Thật ra giải thưởng này là thuộc về hiệu trưởng. Thầy nghĩ giải thưởng này không chỉ thuộc về thầy đâu, mà còn thuộc về các em nữa. Yeah! Này mọi người đứng sát vô.